Ơi, hello các bác. Thì lâu lắm rồi không quay video lại cho các bác xem. Thì hôm nay quay một cái video để hướng dẫn các bác làm sao mà đan mây tại nhà, một các bác chơi dao mèo một cách hiệu quả nhất và đẹp nhất và đơn giản nhất. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bác đan cái loại vòng như này, nhưng mà vòng loại 6 dây, một cách đơn giản thôi. Đây là con dao mà tôi đan cho khách, trả cho khách. Để lấy một con này, cái dây to này nhìn nó. Đang, bây giờ là đan tiếp theo đan cái con này. Thì cái dây này nó một cái vòng của nó là vòng vòng 6 dây. Thì các bác có thể nhìn thấy đây là hai cái dây này đè lên hai cái dây này. Có nghĩa là hai cái dây nó sẽ gối vào nhau, nhưng mà cái này nó thực thực tại thực tế của nó là 6 dây. 6 vòng, vậy là 4 vòng. Đó, các bác có thể nhìn rõ nhá. Đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bác đan 6 dây như thế này. Một cách rất là hiệu quả và dễ dễ học theo. Nó có rất nhiều cách, ví dụ như là đan 3 dây, 4 dây, 5 dây, 6 dây, 7 dây. Nếu mà khi mình đan đều thì nó sẽ tạo ra một cái rất là đều và đẹp. Tôi thích đan cái kiểu 6 dây như thế này. Hai cái chồng lên nhau, hai cái chồng lên nhau nó đều. Đó. Thì trước khi các bác đan một cái như thế này thì các bác chuẩn bị trước cho tôi một cái dây như thế này. Một cái dây mây đã vót rồi. Thì trước khi các bác đan thì các bác nhúng qua nước để cho dây nó mềm ra để đan cho nó dễ. Thì cái dây này quy cách các bác chỉ cần chuẩn bị là cái quy cách của cái dây này, thì là cái bề rộng của bàn dây nó khoảng 3 ly, 2 ly đến 3 ly tùy từng vỏ dao to thì các bác làm dao to, làm dây to, còn vỏ dao nhỏ thì các bác làm dây nhỏ. Các bác đã ứng làm sao mà nó được tầm độ 8 đến 9 vòng vừa con dao, thì cái lúc mà mình trừ dôi đi thì nó sẽ còn độ được lại 6 vòng. Đó, như tôi này thì là tôi sẽ làm là 2 4 6 7 vòng. Thì tại vì là tôi đan quen rồi thì tôi sẽ ước lượng được cái vòng đan của mình hơn. Đó, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác đan nhé, làm sao mà nó dễ hiểu nhất và dễ thực hiện nhất, dễ làm theo nhất cho các bác nhé. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái vỏ như này, các bác ướm như này, các bác đặt một cái dao theo hình như như tôi làm nhé. Đó, cái mình uốn theo tay như này. Đó, làm sao mà cái dây thứ hai đè lên cái dây thứ nhất và ngược lại là làm sao cái dây thò đầu tiên nó ra tâm giữa. Đó, các bác cầm ra ngoài này, các bác làm như thế này nhé, như tôi nhé. Này, các bác cầm cái ngọn dây, các bác xỏ sang bên trái này. Khi nó đã như thế này rồi thì các bác cầm cái dây bên trái này, các bác đẩy sang dây bên phải này. Các bác nhìn theo hình thì nó sẽ dễ hơn là tôi nói. Đây. Đây, mình đẩy sang đây. Xong mình lại luôn cái ngọn dây này sang bên này, sang bên phải. Đó. Mình không nhất thiết là mình phải thắt chặt đâu, mình chỉ cần lỏng lỏng như vậy cũng được. Thì dây tí nữa nó sẽ có độ khoảng cách thưa nhất định, chỉ cần nó đều là được. Này, các bác lại đẩy sang đây, luồn cái dây này sang. Đó. Xong mình lại cầm cái ngọn này, mình đẩy sang này. Mình cầm cái dây bên trái này, kéo luồn xuống dưới cái dây bên phải như này. Đó. Lại luồn sang. Nó là tổ hợp của 3 dây đan chéo. Đó. Làm sao khi các bác cái dây ngọn này của nó sẽ giao hợp với cái dây đầu tiên tại một cái điểm cuối cùng của cái vòng 3 vòng đầu tiên.
Đây các bác xỏ vào cái dây này, xỏ vào cái chân của cái dưới cái dây này. Đây. Đó, bây giờ mình đã ra một cái tổ hợp phím này. À, một cái tổ hợp. Đây là một nút này, đây là một nút, đây là một nút này, đây là một nút này. Đó, nó sẽ thành 3 dây đan chéo như vậy. Và đây là cách đan của 3 dây. Thực ra thì nhiều bác đan như thế này là cũng đã, khi các bác cho vào đây nó cũng đã chắc chắn rồi. Các bác nó đã chắc chắn rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà để mà nó đẹp và nó chắc chắn hơn nữa thì mình cứ làm thêm vài vòng nữa. Đó, bây giờ đến cái vòng vòng thứ tư nhá. Các bác làm theo tôi này. Các bác đếm nhá. Đây là cái dây của cái, đây là cái dây dây thỏ ra đầu tiên này. Đây là đó, đây này, đó này. Thì các bác đếm từ cái dây này một này, xong các bác luồn vào cái khe thứ hai. Khe thứ hai này nhá. Đó. Sang bên cạnh này. Các bác đừng kéo chặt quá nhé, chỉ cần mình chỉ kéo hờ hờ thôi để cho nó tạo một cái đường song song mấy cái dây này. Nếu mà không thì các bác cứ luồn theo song song mấy cái dây đấy, đây mình chỉ làm hờ hờ thôi. Đó. Khi đến cái lúc này các bác nhé, nếu mà khi các bác thấy là cái dây này nó lại không chạm vào cái này theo cái vòng thứ ba, luồn dưới cái này theo cái vòng thứ ba nữa mà vòng thứ tư thì nó sẽ đi trước một nút. Đây. Có nghĩa là cái những cái vòng chẵn thì nó sẽ đi trước một nút hoặc đi sau một nút, còn những cái vòng lẻ thì nó sẽ giao hợp với cái ngọng đầu tiên này. Đó. Đấy, bây giờ các bác thấy đây là cái gọi là cái bốn vòng đây, cái loại bốn vòng này nhìn nó vẫn chưa được đẹp lắm đúng không ạ? Mình biết tiếp tục mình đan vòng thứ năm. Đó thì các bác đếm đây nè, đây là cái vòng tiếp thứ nhất này, đâm cái dây thứ nhất đâm ra này, các bác lại xỏ vào cái khe thứ hai là sao mà đây nó có hai dây song 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 đi với nhau rồi, bây giờ mình tạo thêm một cái dây của cái dây thể cái này song song với cái dây này nữa. Đó, nó đi với nhau. Các bác cứ tin tôi đi, tôi hướng dẫn này là rất là dễ hiểu và làm theo 100% là ăn. Đó. Đó các bác có thể thấy là bắt đầu đây là cái vòng thứ năm nhé. Đây là bắt đầu từ vòng vào vòng thứ hết vòng thứ tư rồi sang vòng thứ năm này. Thì nó sẽ cắm vào cái đít của cái giao hợp với cái dây này. Giao hợp với cái dây này. Nó sẽ giao hợp với cái dây này, các bác nhìn rõ không ạ? Đây này. Đây là cái vòng thứ 5. Và chúng ta tiếp tục. À đây là kết thúc vòng thứ 5. Còn khi chúng ta tiếp tục vào vòng thứ 6 này. Các bác ơi. Đây là một cái dây đâm ra ngoài của nó nhé. Thì các bác cho vào cái cạnh thứ hai. Khi các bác cạnh thứ hai thì các bác lại khi các bác thấy là chỗ này nó hai dây song song rồi, cái này nó hai dây song song rồi thì mình lại phải tạo cho nó một cái đường
lối cạnh vào một cái dây còn lại. Đó, đây là bây giờ khi các bác đâm vào này thì các bác có thể nhìn ra rằng là đây nó sẽ có hai dây này đi với nhau này, hai dây này đi với nhau này và hai dây này đi với nhau. Đó, các bác cứ đâm theo cái đường của một dây còn lại thôi. Rất là dễ hiểu và dễ làm. Đây các bác chỉ cần là kéo quá một chút là cái dây này nó luồn vào dưới cái dây này, nhìn nó rất là xấu. Mà không kéo thì nó rất là khó. Đấy, để ra đây. Đó. Đây khi cái vòng thứ 6 kết thúc nhé, thì nó sang bắt đầu sang vòng thứ 7 thì nó lại không vào cái tâm của cái thằng này nữa. Và nó lại đi sau một bước. Đấy, khi các bác cái điểm cuối cùng các bác cắm xuống dưới này thì để cái dây này nó xuống dưới thì nó sẽ khỏe hơn. Đây chúng ta đã được một cái vòng. Trong khi các bác kết thúc một vòng, các bác cứ lắn lắn này để cho nó đều dây nhé. Nhà tôi làm hơi tắt. Đó. Các bác đan như này là hợp lý nhất này. Theo tôi thì là tôi đã thử nhiều cách rồi thì đan như này là vừa thứ nhất là vừa rất là dễ và thứ hai là dễ học theo. Và thứ ba là nó chắc chắn, nhìn nó cũng khá là đẹp. Đây, chúng ta tiếp theo cho vào đây. Các bác cứ ấn vào theo các bác điểm mong muốn. Khi các bác nó chưa chặt này thì các bác đập vào mấy cái này để cho dây nó. Để cho các dây mây nó ôm vào nhau hơn. Đó, cái này các bác phải tì vào đầu gối hoặc là gì cơ thì nó mới chặt được. Còn đây là tôi đang để cái máy quay vào lòng nên là không thể nào tì được. Đó, cái dây của nó đan nó như thế này. Đó, các bác nhìn đấy, khá là đẹp đúng không ạ? Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Thì có một cái lưu ý là đây là tôi đang làm là vỏ bằng gỗ cẩm lai. Thì hầu như là đa số vỏ gỗ nào cũng thế thôi. Trong quá trình sử dụng đến những cái vùng nó nóng, vùng nó lạnh thì cái gỗ của nó sẽ bị co hoặc giãn nở. Cái đấy là không thể tránh khỏi. Sẽ có trường hợp như thế. Nên là cái vòng này nó sẽ bị xê dịch. Thì khi cái đấy thì các bác nếu mà các bác có keo AB thì bác cho vào dưới lòng của cái dây mây này thì nó càng chắc chắn. Và thứ hai, nếu không có keo AB thì các bác có thể cho keo 502 cái loại tốt nhé. Đừng cho loại đẻo nhé. Nó ôm hết vào lòng gỗ này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó. Thì cái dây mây này nó có tác dụng những cái gì? Tác dụng ví dụ như khi các bác như này, thứ nhất là các bác làm xong như này thì tác dụng thứ nhất là nó là để trang trí. Rất là đẹp, nhìn thủ công. Thứ hai, cái tác dụng chính của nó là khi các bác cầm dao như này. Thường thường là hướng dẫn các bác cầm dao thì các bác chỉ cầm như này thôi, các bác đẩy lên này xong là rút ra. Đó, còn nhiều người ta không biết, người ta sẽ cầm cả con như thế này. Đây, khi cầm cả con, cả bụng dao như thế này thì có, nếu mà không may cái trường hợp mà dao cái vỏ nó có vấn đề, nó kết cấu nó không chặt, ví dụ như người vùng cao họ không gắn keo cẩn thận như đâu, thì thường thường là cái dây mây này nó sẽ là một cái để giữ cái lưỡi dao ở trong cái vòng này. Đó, nên là các bác cứ kéo thoải mái, không bao giờ cái vấn đề gì sợ cái lưỡi dao nó vào tay cả. Đó cũng là một cái để bảo vệ cho cái người sử dụng thôi. Đó, các bác nhìn thì rất là đẹp đúng không? Thì có một cái lưu ý cho các bác là cái dây mây này các bác mua cái loại nó dày dày một chút. Như tôi mua là cái loại này nó mỏng này nên là khá là khó đan. Còn cái loại này thì là tôi chẻ thì là nó sẽ dày hơn. Còn cái loại mình nó chẻ sẵn ấy, chẻ máy ấy, thì nó mỏng lắm, nó khó, rất là khó đan.
dày thì nhìn nó đẹp hơn, đều hơn. Đó. Hoàn thiện nó sẽ là một con như thế này. Con nào to thì tôi đan 4 vòng, còn nào nhỏ thì 3 vòng. Một là dây mây, hai là dây đồng, khá là đẹp. Bây giờ tôi đan nốt cái chỗ này để trả cho khách. Đó, cần dao mini thôi. Còn mini vỏ cầm lai cán sừng. Xin chào các bác nhé. Tôi hy vọng rằng các bác làm theo tôi hướng dẫn như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó là một cách dễ nhất rồi. Còn trong quá trình các bác xem, các bác làm theo thì có một số cái phân khúc, một số cái phân cảnh nó bị mờ do lấy nét không kịp thời, là các bác thông cảm vì là tôi quay bằng cái máy ảnh này nó cũng khá là cùi. Thì rất mong các bác ủng hộ. Rồi, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Chúc các bác có những con dao do chính tay mình làm ra, có những cái quả vỏ nó chất lượng, nhìn nó đẹp mắt. Thứ nhất là chúng ta vừa để dùng, thứ hai đó là chúng ta để treo phong thủy trong gia đình. Rồi, xin chào các bác nhé. Chúc các bác một ngày an lạc.